Chào mừng mọi người quay trở lại với video của máy thông dịch.com. Thì hiện tại trước mắt mọi người đây đang là chiếc iTech Pro. Đây là sản phẩm phiên dịch của người Việt nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là chiếc máy này nó có ưu và nhược điểm gì. Đó. Giúp được cho mình như thế nào trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó, thì mọi người có thể xem cái hộp. Đây là cái hộp bên ngoài, cái vỏ hộp bên ngoài của nó ha. Đây là thiết kế của vỏ hộp. Đây là những chỉ số của máy. Thì màn hình nhỏ ha. ROM 32GB, tức là bộ nhớ được 32GB, khá là nhiều. 1200mAh. Thì thực ra cái này xài chưa đến một ngày là phải sạc pin rồi. Pin khá là ít. Sử dụng hệ điều hành Android. Đấy. Hỗ trợ được 45 ngôn ngữ. Đây, xong. Đó là những cái sơ khai về chiếc máy này. Bây giờ thì mình sẽ cùng mở cái hộp ra. Đó. Thì như hình vẽ bên, như hình bên ngoài. Máy có hai nút để mình giao tiếp và một cái màn hình để mình sử dụng. Mọi người có thể xem iTech Pro. Bây giờ nút này là nút nguồn nha. Đây là khe để sim. Và đây là nút tăng giảm âm lượng. Thì mình sẽ mở đây. Đấy, mọi người thấy không? Để vào được dịch thuật á, hiện tại là trong máy đã có sim rồi, thì mình cần phải vào cài đặt. Mình vào cái mạng để mà mình mở lên. Giao diện của chiếc máy này thì khá là, gọi là, nó không có phù hợp với những người lớn tuổi. Tại vì mình thấy nó khá là phức tạp. Cảm ứng này không có được nhạy lắm ha. Đây, mình vào phần dữ liệu đây. Mở dữ liệu di động lên để sử dụng. Có tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ thử dịch ha. Thử dịch với 3G xem như thế nào. Thì mọi người có thể thấy cái giao diện này là cái giao diện của máy. Khi mà mình muốn chọn ngôn ngữ là mình chọn vào như thế này. Đó. Mình tìm ngôn ngữ. Đó, nó có lá cờ một bên ha. Và cái hệ thống ngôn ngữ một bên. Tiếng Việt đây. Bên này bây giờ mình sẽ chọn tiếng Anh đi ha. Tiếng Anh thì sẽ có tiếng Anh của Mỹ. Ủa? Tiếng Anh của Mỹ đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì màn hình nó sẽ như thế này. Hai cái ngôn ngữ chọn xong rồi, bây giờ mình sẽ giao tiếp bằng hai cái nút này. Nút này là nút của bên trái, nút này là của người bên phải. Thì bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem. Làm ơn chỉ cho tôi đường đến sân bay. Please show me the way to the airport. Ok, dịch cũng khá là tốt ha mọi người. Mình sẽ test thêm vài câu ha. Tôi đang có một số khó khăn cần phải giải quyết và tôi mong muốn nhận được sự giúp đỡ của bạn. I am having some difficulties that need to be addressed and I look forward to receiving your help. Đọc khá là nhanh nha mọi người, đọc khá là nhanh. I am having some difficulties that need to be addressed and I look forward to receiving your help. Thì cái trường hợp mà đọc nhanh như thế này á, nó sẽ gặp vấn đề, nó sẽ hơi khó khăn đối với những người mà muốn sử dụng máy phiên dịch để hỗ trợ cho công việc học của mình. Thật ra thì nói nhanh như thế này không biết là người nước ngoài sẽ cảm thấy như thế nào. Mình sẽ test thêm 3 đến 4 câu nữa ha. Tháng 9 này tôi sẽ đưa mẹ tôi đi du lịch tại Nhật Bản. This September I will go to my mother to travel in Japan. Đó, mọi người thấy, có thể thấy là máy dịch rất là nhanh, đuổi như là ăn cướp vậy. Đó. Này, về tiếng Anh á thì mình sẽ test
một vài câu thông dụng xem thử là khả năng nó nhận diện có tốt hay không nhé. Vì bản thân người Việt của mình cũng không thể nói tiếng Anh chuẩn như là người người Mỹ được. When do you travel to America? Khi nào bạn đi du lịch đến Mỹ? I hang out with my boyfriend. Tôi đi chơi với bạn trai. Dịch cũng khá là ok nha mọi người. Giọng tiếng Việt đọc cũng khá là ngộ. I need much money to travel. Tôi cần nhiều tiền để đi du lịch. Ok. Đó, mọi người thấy có thể thấy khả năng dịch của em này cũng khá là ok khi mà sử dụng 3G nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ đổi qua Wi-Fi xem thực khả năng tương thích với Wi-Fi nó như thế nào nha. Mình đã kết nối từ trước rồi nên là nó vào nó một tí xíu nó mới cập nhật được ha, mọi người có thấy không? Đấy, mọi người có thể thấy cột sóng hiển thị lên rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử phiên dịch nha. Tôi có 4 người con trai và hiện đang sống tại Pháp. I have 4 sons and currently live in France. Họ đi du học. They go to study abroad. Họ đi du học và định cư tại Pháp. They study abroad and settle in France. Tháng 6 này tôi sẽ sang với con của mình. This June I will be with my children. Ok, dịch cũng khá là tốt nha mọi người. Vậy thì bây giờ mình sẽ test sang cái test xem thử là cái khả năng dịch video của dòng máy này như thế nào ha. Giao tiếp đã biết của chúng tôi dành cho người mới bắt đầu trong loạt bài này sẽ giới thiệu cho bạn 30 các chủ đề phổ biến và giúp bạn thực hành trong các tình huống cuộc sống hàng ngày. Bài học đầu tiên của chúng tôi cho loạt bài sẽ là về lời chào chủ đề. Bắt đầu. Các bạn có thể thấy là khả năng dịch video cũng khá là tốt ha. Đấy, thì cái nhược điểm duy nhất của máy tức là hai cái nút này, tại vì khi mình nói thì mình phải giữ liên tục, nhưng mà nó lại vừa là một cái ưu điểm, tại vì mình có thể giữ lâu, mình trong cái lúc mà thời gian mình vừa nói mình vừa suy nghĩ thì nó cũng không có bị dịch liền như là Travis đó. Thì các bạn có thể xem ha, mình thấy khá là ok đó. Đó, về thiết kế của máy thì khá là dài so với Travis. Nó giống như cái điện thoại và cái cạnh này nó cũng khá là sắc nha, cầm nó sẽ không có thích tay lắm. Đó, còn về cái tính năng chụp hình thì mình sẽ thử cái tính năng này ha. Giờ mình sẽ thử dịch của nó đi. Thử dịch cái này đi ha.
Mọi người chờ xem dịch như thế nào nha. Máy truyền thông voice sở thông minh, tên sản phẩm, màu đen, kích thước màn hình 2,4 inch, dung lượng in 1200A, kết nối wifi SIM, camera 500 MP, hỗ trợ dịch ảnh. Hãy chọn Microsoft Edge, công cụ dịch thuật Microsoft. Ngôn ngữ hỗ trợ ngôn ngữ của 45 quốc gia, mạng 4G, tờ giờ lens di động, Uni cộng 4G, Uni cộng tờ giờ, ELTE, Uni cộng FZLTE, viễn thông 4G, viễn thông tờ giờ LTE, viễn thông FZLTE. Mẫu tên chính, hệ thống Android, phòng 32G, giao diện dữ liệu tay cửa, bạn nợ và Uni cộng 3G, mở áo fan cửa lớp kè, không. Đó. Tức là nó sẽ dịch được tất cả những cái gì mà nó nhìn thấy thì theo như những cái chi tiết này thì nó cũng dịch khá là đúng nha mọi người, khá là chính xác đó. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cái khả năng phiên dịch hình ảnh từ tiếng Việt sang cái ngôn ngữ khác xem như thế nào ha. Mình sẽ chọn vào camera để bắt đầu chụp ảnh và dịch. Mình sẽ chọn lại từ tiếng Anh sang tiếng Việt ha. À, từ tiếng Việt chứ. No. À, tức là ở đây không có cái chức năng phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài bằng hình ảnh, mà là từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Giờ thì mình sẽ tìm một cái quyển sách nào đó có từ đây là tiếng Anh ha. Sau khi lục lọi trong tủ sách của sếp mình thì mình thấy có được hai cái này là có tiếng Anh. Rồi mình sẽ thử dịch cho mọi người xem nha. Giờ dịch anh này ha, anh này trước, xem thử nó dịch có được hay không. Mình canh chính giữa đó. À, bà thơ giảng lại nè, giáo dục đẳng cấp thế giới trong tập này. Wow, dịch khá là nhanh nha mọi người. Sang em này thử dịch như thế nào. My set. À rồi nhé mình, tư duy, tâm lý, cấp su của mới. Đúng rồi, tại vì cái phần này nó xoay hình tròn. Biểu tượng của nó là hình tròn, nó không có ghép lại được những cái chữ này nên thành ra nó dịch không có được. Ok, thì mọi người cũng có thể thấy sơ qua là khả năng dịch của em ấy rất là tốt ha. Mình thêm một cái nữa đi. Này. Tương lai của bạn bắt đầu tại đây ngay bây giờ. Ok, dịch cũng khá là ổn nha mọi người.